Bây giờ chúng ta chỉ nói theo mẹ Liên Hương những lời cảm ơn để dâng lên cho Chúa, dâng lên cho những người nuôi dạy chúng ta từ trong những năm tháng qua, và cảm ơn những người đã giúp đỡ cho chúng ta có những đại hội chiên thơ vừa qua, cũng như cảm ơn tất cả những người lo tổ chức chương trình đại hội chiên thơ kỳ này. Các con nói theo mẹ Liên Hương nha. Các con đứng lên, đưa tay lên. Chúng ta nói theo mẹ Liên Hương lời cảm ơn. Chúng con kính lạy Chúa. Nói đi. Chúng con. Ngài yêu chúng con. Ngài đã xuống thế gian này. Chết thay cho tội lỗi. Bệnh tật. Và hoạn nạn của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu đã ban ơn cứu rỗi cho chúng con. Đã tha tội cho chúng con. Để chúng con được quyền phép làm con của Đức Chúa Trời. Những ngày trên đất này, Chúa Giêsu là chủ, là Chúa của con, là thần hộ mạng của con. Ngài chăm sóc con đầy đủ, không hề chợp mắt, không hề buồn ngủ. Con cảm ơn Chúa đã ghi tên con và sách sự sống đời đời trên thiên đàng như lời Ngài hứa. Ta ở đâu các con ở đó. Con cảm ơn Chúa. Cầu xin Chúa ban cho chúng con sự khôn ngoan, sự thông sáng, sự tri thức, để chúng con luôn luôn tìm kiếm Chúa. Chúa là niềm vui thỏa của chúng con. Sự tìm kiếm ưu tiên hàng đầu của chúng con. Để chúng con có lòng biết ơn. Biết ơn Chúa. Biết ơn những ông bà mục sư. Biết ơn những người nuôi dạy chúng con. Những người giúp đỡ chúng con trong suốt thời gian qua. Và đưa chúng con đến với Chúa, được thờ lại Chúa, được sự chăm sóc của Chúa qua những người đó. Con biết ơn Chúa, biết ơn họ. Xin Chúa ban phước lại cho họ bội phần hơn. Chúa đồng hành cùng với họ trong mọi việc, để việc gì họ làm cũng đều kết quả tốt nhất về cho Chúa. Xin Chúa cũng ban phước cho chương trình Love to Help đã lo cho chiên thơ trong suốt những đại hội vừa qua, và cầu xin Chúa cho chúng con có được đại hội chiên thơ lần thứ 6 vào Tết năm 2024 này. Chúa ban phước cho mẹ Jessica Phượng có lòng yêu thương chúng con, ao ước được gặp chúng con vào đại hội chiên thơ lần 6. Xin Chúa cho điều này thành hiện thực. Chúa chữa lành bệnh cho mẹ. Mẹ được sống lâu, sống thỏa lòng, sống lo cho chiên thơ. Xin Chúa ban phước lại cho cô Đông Ngàn và con trai cô là nha sĩ Linh Phương Bình đã có lòng ủng hộ chúng con cho một vụ chiên thơ này. Con cảm ơn Chúa cùng với tất cả các ân nhân, những người lo thức ăn cho chúng con, lo xe cộ cho chúng con, lo cho chúng con có buổi vui chơi hôm nay. Xin Chúa ở cùng họ, Chúa ban phước cho họ, đặc biệt là cô Kim Hương, chủ của resort này. Chúa ban cho cô điều làm cô ao ước, không từ chối sự gì. Mỗi cô cầu xin, chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban những trụ mây của Chúa che nắng cho chúng con, để chúng con tiếp tục tắm biển ngày hôm nay, không bị nắng gắt, không bị mưa dầm. Xin Chúa ban thiên sứ của Ngài gìn giữ mỗi người chúng con ở đây trong sự bình an trọn lành, đi đến nơi, về đến chốn đầy đủ, không thiếu mất một người nào.
không có một rắc rối nào xảy ra. Con cảm ơn Chúa. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, các con. Cảm ơn các con. Bây giờ mình